chúng ta có thể thấy rõ sự chênh lệch về thể hình và sải tay thì Lê Tuấn Anh là người có đôi chút ưu thế hơn. Những cú jab thăm dò đầu tiên của cả hai võ sĩ. Anh Quang Đạo, anh nhận định thế nào về lối đánh của Lê Tuấn Anh? Lê Tuấn Anh là một người có khả năng tạo áp lực rất tốt lên đối phương. Nhưng vừa rồi là một tình huống ra đòn rất chính xác của Điều Tăng. Một cú xúc và võ sĩ ở góc đai đỏ đang bắt đầu đặt áp lực lên đối phương. Có lẽ là bây giờ là hơi vội so với cả ba hiệp đấu còn lại ở phía trước. Cả hai võ sĩ nhập cuộc có phần tương đối nhanh. Và nên nhớ rằng là đây là một trận đấu mà chúng ta đang theo dõi, là một trận đấu mà diễn ra trên bộ luật của boxing chuyên nghiệp. Tức là 4 hiệp. Là 4 hiệp. Chúng ta đã thấy Lê Tuấn Anh bắt đầu có những tình huống phản đòn. Đúng. Bắt nhịp rất nhanh. Không dễ dàng cho Điều Tăng để áp đặt được lối chơi trong trận đấu này. Và nếu Điều Tăng muốn tận dụng cái sải tay và cũng như là tình huống đổi đòn của mình thì Điều Tăng cần phải tung ít đòn lại và cũng như là điều phối sức của mình một cách hợp lý. Và chính xác, vừa rồi là một tình huống đánh móc trái tốt của Lê Tuấn Anh. Và đúng như anh Quang Đạo nhận định, những tình huống ra đòn của Điều Tăng có vẻ khá vội vàng. Vừa rồi là một tình huống body shot rất chính xác của Điều Tăng, tuy nhiên anh ta lại bị hở ở phần mặt. Và chúng ta có thể thấy máu bắt đầu rỉ ra trên mũi của Điều Tăng. Rõ ràng sự chính xác của Lê Tuấn Anh là tốt hơn hẳn. Và Điều Tăng cần phải phòng thủ kỹ hơn ở trong những cái tình huống đổi đòn và cũng như là tình huống phòng thủ của mình. Ngay lập tức khi mà hiệp 1 chỉ còn chưa đầy 1 phút thì chúng ta đã thấy Điều Tăng bắt đầu chậm lại rõ ràng rồi. Những tình huống tấn công của Lê Tuấn Anh, chính xác là những tình huống phản công, tỏ rõ hiệu quả và sự chính xác của nó. Và máu đã rơi trên khuôn mặt của Điều Tăng. Điều Tăng cần phải di chuyển đầu của mình nhiều hơn nữa để tránh né những đòn đấm tương đối nặng ký từ Lê Tuấn Anh. Và trong bộ luật boxing chuyên nghiệp như chúng ta đã biết thì sát thương và những thương tổn mà võ sĩ tạo lên cho đối thủ mới là những điểm, những thứ được tính điểm, chứ không phải là số lượng đòn chạm vào mặt hay là chạm vào người đối phương như bộ luật boxing nghiệp dư. Đây là một điểm khác biệt rất rõ ràng. Và vừa rồi hiệp thi đấu thứ nhất của chúng ta vừa kết thúc. Chúng ta đã thấy rõ được sự chính xác và nguy hiểm của những pha ra đòn của Lê Tuấn Anh. Và thật ra thì trong hiệp 1 vừa qua thì chúng ta cũng thấy là Lê Tuấn Anh là người chủ động dồn ép đối thủ nhiều hơn là Điều Tăng. Và tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải công nhận là cái sự cố gắng của Điều Tăng trong hiệp 1 vừa rồi. Nhưng chúng ta vừa được chứng kiến hai pha phản đòn rất tốt bằng những cú móc trái của Lê Tuấn Anh. Tay đấm tới từ Magic Boxing, một câu lạc bộ đã rất quen thuộc với những gương mặt xuất hiện tại VSV Pro. Cho đến lúc này thì chúng ta vẫn có thể thấy được cả hai còn khá sung sức sau hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên hiệp đấu thứ hai, đối với những trận đấu 4 hiệp, rõ ràng là thời điểm để tạo ra khoảng cách về thể lực và hiệu quả. Đặc biệt sau hiệp 1 vừa rồi, Lê Tuấn Anh là người cho thấy mình chơi tốt hơn. Vẫn là những combo áp sát ngay những giây đầu của hiệp 2 từ Điều Tăng. Thật ra Điều Tăng cần phải hạn chế về số đòn đánh của mình lại để điều phối sức cho hai hiệp còn lại. Chính xác, có lẽ là vẫn vội vàng, vẫn khá vội vàng. Vừa rồi là một tình huống móc tốt của Điều Tăng và ngay lập tức Lê Tuấn Anh có tình huống phản đòn. Những đòn đánh của Điều Tăng thật ra là đều rất dễ bị phản công lại vì mỗi lần tấn công thì mặt anh ta đều ngửa lên trời.
Vâng, vừa rồi là một cú móc chính xác của Điểu Tăng. Dường như áp lực mà anh tạo ra đã bắt đầu cho thấy hiệu quả. Khuôn mặt của Lê Tuấn Anh có đôi chút bất ngờ. Một hành động khá khó hiểu của Điểu Tăng khi đi ra rất xa đối thủ. Chính xác là như vậy. Đáng lẽ trong những tình huống vừa rồi thì Điểu Tăng có thể áp sát ngay lập tức và tiếp tục tạo áp lực nếu đó thực sự là ý muốn của anh. Và có lẽ là Điểu Tăng đã xuống sức rồi. Việc tung quá nhiều đòn đánh ở tại đầu hiệp 2 thì đã khiến cho Điểu Tăng xuống sức. Và đây là có lẽ là thời điểm thích hợp để Lê Tuấn Anh dồn ép đối thủ của mình nhiều hơn. Rõ ràng 1 phút 30 giây mới là nửa thời gian hiệp 2 và bắt đầu chúng ta nhìn thấy những tình huống trả đòn của Lê Tuấn Anh. Vừa rồi là một cú overhand rất chính xác của Lê Tuấn Anh. Tuy nhiên đó chưa phải là một cú đấm đủ mạnh để khiến cho Điểu Tăng có thể bị ngã xuống. Điểu Tăng vẫn quyết tâm xông lên. Tuy nhiên Điểu Tăng có phần xuống sức rồi. Và đúng như anh Quang Đạo vừa nói, Điểu Tăng đã bắt đầu xuống sức. Những tình huống ép công như vừa rồi xuất hiện dần ít hơn và cách xa nhau hơn. 40 giây cho tới thời điểm kết thúc hiệp thi đấu thứ hai. Có lẽ tình huống đột biến của Điểu Tăng ở đầu hiệp 2 đã khiến cho trận đấu này trở về một tư thế cân bằng hơn. Lê Tuấn Anh, các đòn đánh của Lê Tuấn Anh cũng không rõ ràng có tốc độ nữa. Vừa rồi là một cú đấm số 4 rất chính xác của Điểu Tăng. Tuy nhiên là thể lực của anh ta đã xuống. Và không biết là liệu rằng hiệp thi đấu thứ ba thì có thể Điểu Tăng có thể khiến cho trận đấu cũng kết thúc một cách nhanh chóng được hay không. Rõ ràng là chúng ta có thể chờ đợi về điều đó. Một tình huống phản đòn bằng móc trái của Lê Tuấn Anh nhưng Điểu Tăng vẫn đứng đó. Và chúng ta sẽ cần chờ những diễn biến về hiệp thi đấu thứ ba. Theo tôi nhận định thì hiệp thi đấu thứ hai này Điểu Tăng là người chiếm lợi thế nhiều hơn so với cả Lê Tuấn Anh. Chúng ta cùng theo dõi lại pha dồn ép của Điểu Tăng. Cả hai cùng có một, mỗi người đều sở hữu một cú móc phải chính xác và vừa rồi là lại là một tình huống móc trái. Tuy nhiên Điểu Tăng cần phải hạn chế việc tung quá nhiều đòn đấm và để sơ hở ở phần mặt của mình. Thực sự việc tấn công mà bỏ quên đi phòng thủ cũng là một điểm rất nguy hiểm, đặc biệt là trong những thời điểm nhạy cảm như thế này. Vâng, rất chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với hiệp thi đấu thứ 3. Điểu Tăng ở góc đài đỏ và Lê Tuấn Anh ở góc đài xanh. Trận đấu hạng 63,5kg. Tiếp tục là một nỗ lực áp sát từ Điểu Tăng. Lê Tuấn Anh vẫn đang thi đấu trong trạng thái chờ đợi phản đòn. Một cú jab tốt từ Lê Tuấn Anh. Vẫn là những nỗ lực lao vào và bỏ qua việc phòng thủ của Điểu Tăng. Tuy nhiên đó là những đòn tấn công thật sự là không hiệu quả vì Lê Tuấn Anh đã phòng thủ rất kín kẽ. Chính xác là Lê Tuấn Anh đã dự đoán được những tình huống tấn công như vậy. Anh vẫn giữ được tay thủ của mình. Vừa rồi là một cú móc phải tốt. Và Lê Tuấn Anh vẫn rất sung sức. Đây là thời điểm cho Tuấn Anh đáp trả. Điểu Tăng đã bắt đầu phải nghĩ tới việc ôm đối thủ rồi. Điểu Tăng đã sung sức rồi. Lê Tuấn Anh làm gì đây? Vừa rồi là một cú overhand có sát thương rất cao của Lê Tuấn Anh. Lại là một cú overhand rất chính xác.
Tiếp tục là overhand. Điều Tăng thậm chí đã có lúc nghĩ tới việc quay đi rồi. Điều Tăng còn phải cao tay thủ lên nếu không muốn bị một nhận một tình huống knock out ở ngay hiệp 3. Các đòn đánh của Điều Tăng bây giờ bắt đầu mất tư thế. Cả hai đã rất đuối sức rồi. Một tình huống dồn đòn từ Lê Tuấn Anh, chúng ta có knock out hay không? Có knock out hay không? Thực sự lúc này việc đứng đối mặt với Lê Tuấn Anh đã là một thách thức với Điểu Tăng rồi. Anh đã dựa vào sàn đài. Lê Tuấn Anh đã rất mệt. Thực sự đó là một dấu hiệu vàng cho Lê Tuấn Anh. Móc trái tốt từ Lê Tuấn Anh. Nhưng vừa rồi Điểu Tăng vừa có một lời đáp trả rất mạnh mẽ. Điểu Tăng đã mệt lắm rồi. Điểu Tăng hiện tại đã rất mệt rồi, vì hiện tại anh ta đang quay lưng về phía đối thủ của mình và đã bỏ quên luôn cả vấn đề thủ ở trên mặt. Và chúng ta vẫn cần hiệp đấu thứ tư. Có thể nói hiệp 3 này là một hiệp có những tình huống đổi đòn, dù không phải là quá đỉnh cao về mặt kỹ thuật, nhưng thực sự đó là tất cả những gì mà hai võ sĩ muốn tung ra. Và chắc chắn trong đó không thiếu những nỗ lực kết thúc đối phương. Đúng, và chúng ta vẫn sẽ vẫn thấy hiệp 3 này là hiệp đấu mà phần ưu thế thuộc về võ sĩ từ góc đài màu xanh. Rõ ràng Lê Tuấn Anh đã có những giây phút tỏa sáng hơn. Và vừa rồi chúng ta vừa xem lại những tình huống tấn công tương đối chính xác của Lê Tuấn Anh, kèm theo đó là những tình huống nỗ lực của võ sĩ Điểu Tăng đến từ góc đài màu đỏ. Và chúng ta hãy chờ xem hiệp thi đấu thứ tư này cả hai sẽ làm gì. Hiệp thi đấu cuối cùng, trận đấu hạng cân 63,5 kg. Sau những phút nghỉ thì chắc chắn là Điểu Tăng sẽ còn khá sung sức ở những giây đầu này. Rồi là một cú đấm rất chính xác của Lê Tuấn Anh. Lại là một cú overhand. Và theo nhận định của tôi thì Lê Tuấn Anh vẫn còn rất sung sức sau 4 hiệp thi đấu. Và chính xác là sau 3 hiệp. Chính xác là sau 3 hiệp thi đấu. Tiếp tục là một tình huống overhand. Một đòn body shot từ Tuấn Anh, Điểu Tăng đã phải co người lại. Điểu Tăng không nên chớp mắt. Một thói quen khá xấu khi mà cả hai vẫn đang đứng đối mặt nhau ở một cự ly rất gần. Tiếp tục là overhand từ Tuấn Anh. Điểu Tăng lại bỏ quên tay thủ của mình. Có lẽ là do những tình huống tấn công tương đối dồn dập ở hai hiệp thi đấu đầu tiên đã khiến cho Điểu Tăng xuống sức hoàn toàn. Và tiếp tục là một tình huống dồn đòn của Lê Tuấn Anh. Điểu Tăng cần phải cao tay hơn để đi phòng thủ nếu không muốn nhận một tình huống knock out. Lê Tuấn Anh vẫn khá kiên trì. Anh chủ yếu dùng những đòn đánh vào bụng để khiến đối thủ phân tâm và tận dụng các tình huống rơi tay của Điểu Tăng. Điểu Tăng lúc này đã dựa vào dây đài rồi. Một trận đấu quá xứng đáng. Và vừa rồi lại là một tình huống overhand rất chính xác. Và lại một tình huống overhand nữa đến từ phía Lê Tuấn Anh. Nhưng bây giờ Điểu Tăng vẫn có thể áp sát. Thực sự là Điểu Tăng không muốn bỏ cuộc. Một nỗ lực để tôi tin chắc rằng là anh muốn phục hận lại trận thua trước đó ở giải boxing các câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Mắt phải của Lê Tuấn Anh cũng bị sưng khá nhiều rồi. 45 giây cuối cùng. Vừa rồi là một cú tay trước rất chính xác của Lê Tuấn Anh. Và lại là một cú overhand nữa. Tiếp tục overhand và móc trái cực kỳ chính xác.
Nhưng Lê Tuấn Anh bắt đầu mất bình tĩnh rồi. Lại là overhand. Thực sự là rất khó có thể đếm được số lượng đòn overhand mà Lê Tuấn Anh đã tung ra về phía Điểu Tăng. Ý đồ rất rõ ràng. Và Điểu Tăng hoàn toàn xuống sức ở hiệp thi đấu thứ tư này. Gần như anh ta chỉ tấn công bằng bản năng và không còn một chút sức lực nào. Đây thực sự là một trận đấu quá đắt giá để bắt đầu VSP Pro 8 ngày hôm nay. Tuy nhiên đây cũng là một trận đấu mở màn tương đối hay đối với cả hai võ sĩ. Chúng ta có thể thấy được những phản ứng cực kỳ nồng nhiệt từ khán giả để ủng hộ cả hai. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn phải chờ đợi bảng điểm từ các giám định. Theo bình luận viên Nam Khánh nhận định thì trận đấu này sẽ phần chiến thắng sẽ thuộc về ai? Thực sự tôi, theo những quan sát của tôi thì Lê Tuấn Anh chắc chắn vẫn là người tạo ra được nhiều sát thương hơn, đặc biệt ở trong hiệp 1 và hiệp thi đấu thứ 4. Ở hiệp 3 và hiệp 2 thì Điểu Tăng có những tình huống có thể gọi là tỏa sáng, nhưng Lê Tuấn Anh vẫn là có cái sự phòng thủ tốt, và đặc biệt là những cú overhand và móc trái của võ sĩ tới từ Matrix Boxing vẫn tỏ rõ rất rõ hiệu quả. Đặc biệt chúng ta có thể nói đó là những tình huống clean shot, những tình huống mà đòn đấm của anh đi chọn vào vùng mặt của đối phương. Vâng, có thể nói là đúng là như vậy. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải chờ vào sự quyết định của các ban giám định. Và tuy nhiên đây cũng là một nỗ lực đáng khen ngợi đến từ Điểu Tăng, một võ sĩ năm nay đã 33 tuổi, có nghĩa là lớn hơn tôi năm nay cũng được một tuổi rồi. Chính xác. Và VSP Pro, sự kiện thường kỳ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng, chính là nơi để cho những võ sĩ như Điểu Tăng và như anh Quang Đạo, người đang ngồi bên cạnh tôi đây trên bàn bình luận, có cơ hội để thỏa mãn đam mê của mình, có cơ hội để được thi đấu những trận đấu chính thức. Và chắc chắn rồi, chúng ta đã có bảng điểm của các giám định 29-28, 28-29 và 29-28. Một chiến thắng không đồng thuận dành cho Lê Tuấn Anh. Đây có phải là một kết quả bất ngờ đối với anh không, anh Quang Đạo? Thật sự ra đây không phải là kết quả bất ngờ đối với tôi, vì khi mà nhìn qua 4 hiệp đấu trong cái sự kiện, trong cái trận đấu đầu tiên của mình, thì có thể các bạn có thể thấy được là Lê Tuấn Anh là người chiếm ưu thế rõ ràng hơn so với Điểu Tăng. Và vừa rồi là một kết quả tương đối chính xác đối với cả các tổ giám định. Chúng ta đều có thể thấy những tình huống tấn công của Lê Tuấn Anh đã giúp anh có được chiến thắng trong trận ra mắt sàn boxing chuyên nghiệp ngày hôm nay. Tuy nhiên chúng ta cũng phải công nhận nỗ lực rất đáng khen của Điểu Tăng.